Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì dư luận đang rất là quan tâm đến một hình ảnh phản cảm được in trên bìa của một cuốn sách luật được cho là của nghệ sĩ Công Lý. Và bản thân nghệ sĩ Công Lý thì cũng cho biết rằng là nhà xuất bản chưa hỏi ý kiến của anh, nhưng mà đã tùy tiện để sử dụng hình ảnh của anh làm bìa của quyển sách này. Và đây như chúng ta thấy là hình ảnh của nghệ sĩ Công Lý trên bìa của cuốn sách Bộ Luật Dân sự và Văn bản Hướng dẫn thi hành năm 2014. Vậy thì nhà xuất bản nói gì về việc này? Xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh mà Chuyển động 24 giờ ghi nhận được. Đây là hình ảnh bìa của cuốn sách Bộ Luật Dân sự và Văn bản Hướng dẫn thi hành 2014 của nhà xuất bản Lao động Xã hội lưu hành trên thị trường. Thực chất, hình ảnh phản cảm này không phải là hình ảnh thực tế của nghệ sĩ Công Lý, mà được lấy từ diễn đàn tập thực hành Photoshop được ghép từ những bức ảnh này. Còn đây là hình ảnh gốc của nghệ sĩ Công Lý. Hiện tại, nhà xuất bản Lao động Xã hội đã có công văn báo cáo về sai phạm này, gửi tới các cơ quan chức năng. Đơn vị này cũng khẳng định vào tháng 7 vừa qua đã có văn bản gửi đến nhà sách Lao động tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị liên kết sau khi nhận thấy có sai phạm. Cuốn sách này thì đã được thu hồi sau khi phát hiện ra thấy cái bìa sách nó không đúng với cái bản duyệt của nhà xuất bản. Khi ảnh đó là do bên đối tác liên kết tự cho đưa vào. Thực sự là nhà xuất bản phải xin lỗi diễn viên Công Lý. Thế và có những cái chung này là cũng phải xin lỗi các cơ quan phụ trách quản lý trực tiếp nhà xuất bản. Xin vậy. Vâng, đó là câu trả lời của nhà xuất bản. Riêng về nghệ sĩ Công Lý thì anh cũng đã chia sẻ với chúng tôi là nhà xuất bản cũng đã xin lỗi anh về việc này, cũng như là sẽ có hướng giải quyết để khắc phục tình trạng. Và xin được chuyển sang một thông tin